Bạn nào đang kinh doanh buôn bán hãy theo dõi hết video này nhé. Kích lộc tẩy uế bằng tinh dầu thần tài trường thọ của Dạ Thảo Liên. Theo thuật phong thủy, thần tài là loại tinh dầu số 1 kích hoạt tài lộc, tẩy uế giúp tịnh hóa không gian thờ cúng, hỗ trợ thiền định, chiêu tài hút lộc, xua đuổi tà khí, mang đến vận may. Trước ngày rằm, trước ngày mùng 1, ngày thần tài, ngày Tết không thể thiếu thần tài trường thọ. Lau bàn thờ, nhà cửa hút bình an tài lộc, tịnh hóa không gian tâm linh thờ cúng, giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vận may gõ cửa, sự nghiệp hanh thông, phát triển. Sông khuếch tán, giống kháng sinh tự nhiên giúp sảng khoái tinh thần, giảm stress. Chống say tàu xe, treo xe, lau ví, sông kho hàng. Tài ẩm, sông khí bình an, nhà ở, cửa hàng. Dạy từ phong long, vận đen. Chống mất ngủ, bóng đè, ủy mị, vong ân đeo bám. Sở hữu một lọ tinh dầu thần tài trường thọ, cả năm lộc lá, xuân sẻ mọi bề, sức khỏe an khang, làm ăn tấn tới. Với công dụng tuyệt vời cũng như các sản phẩm của Dạ Thảo Liên, nhưng về sức khỏe, tinh dầu thần tài còn có thể chữa sổ mũi, cảm cúm. Chúng ta có thể xoa lên thái dương, mũi, sau tai, đỉnh đầu rất hiệu quả. Chúng ta có thể cho vào nồi nước sông, đặc biệt các em bé đi tiêm. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ bôi tinh dầu thần tài lên người cho bé để khi em đi tiêm, về nhà an toàn, ngủ ngon, không quấy khóc, không bị giật mình. Với trường hợp lên sợi, các bé bị lên sợi thường dùng lá rau mùi, tắm, thì tinh dầu thần tài chiết xuất từ rau mùi cũng đặc trị lên sợi hiệu quả, bôi trực tiếp lên da cho bé những chỗ bị sợi. Về tâm linh, ngày rằm, mùng 1, chúng ta có thể lau bàn thờ để công việc suôn sẻ, mua may bán đắt, gia đình hòa thuận, khỏe mạnh. Mọi thông tin chi tiết, mọi người có thể kết nối với Hạnh Hali để tư vấn hướng dẫn, tận dụng tối đa công dụng của sản phẩm. Và nếu anh chị em nào chúng ta muốn hợp tác kinh doanh, thì em Hạnh sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn mọi người trong việc kinh doanh online, có thu nhập cao, phát triển được sự nghiệp về lâu dài.